Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang ẩm thực sẽ đi đám giỗ ở quê ngoại của Phúc Khang. Thì Phúc Khang sẽ quay video và gửi lên cô chú anh chị và các bạn xem đám giỗ ở dưới quê có những cái món gì ngon. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem video, nhớ like và chia sẻ ủng hộ kênh cho Phúc Khang. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Đây là ông cậu thứ ba của Phúc Khang nè. Đây là ông cậu thứ năm của Phúc Khang nè cả nhà. Đây là ông cậu thứ tư của Phúc Khang. Ông cậu đẹp trai ghê bà con. Cả nhà xem cho Phúc Khang một like nha. Món này là món cá mú hấp nước mắm nha cả nhà. Bây giờ là đến giờ con cháu đốt nhang cúng ông bà nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Món là khu bò khổ qua hầm cá mú bánh mắm heo quay ăn bánh hỏi và món xôi. Chị vô YouTube chị bấm là Phúc Khang ẩm thực là nó ra kênh của em. Thì nó có mấy ngón tay nè, chị bấm bấm quay lên đừng bấm quay xuống nha, bấm quay xuống là tôi á. Thank you.
giờ đến giờ nhập tiệc nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang ẩm thực xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với gia đình của Phúc Khang ẩm thực. Kệ con đừng có mắc cỡ nhau, trời mắc cỡ lát đồ ăn dư nữa chết luôn á, con đem về nữa. Trời, tay nhậu mà tay nhậu mà phải có độ nhậu mới được. Này là gia đình không nha cả nhà. Em ngồi lắm có luôn cắm. Rồi xong rồi. Hai bàn rồi đó. 1, 2, 3, 4.
bàn rồi đó. Con kẹt đó chị. Con kẹt lớn vậy rồi hả? Nó có một đứa rồi mà. Ừ. Nó có một đứa rồi. Có đứa một đây. Em hai đứa. Anh này con này không? Không. Con em này không có. Này nhà gia đình không nha, anh chị em không nha, không có cỡ nha. Không cỡ là đối với chịu á. Bây giờ mới đẹp nè, giống như là đánh hoa hồng luôn á.